Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay trên tuyến quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Tao Cho, xã Giao Rú, huyện Chư Pứ, giữa hai xe ô tô tải và một xe ô tô con. Và như quý vị và các bạn nhìn thấy thì xe ô tô con đã bị kẹp giữa hai đầu xe tải. Và cho đến thời điểm này thì vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương. Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 1646+500 trên quốc lộ 14, đoạn thuộc thôn Tao Cho, xã Gia Hồ Rú, huyện Chư Pứ. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 81H02760 do tài xế Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pứ điều khiển, chạy theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đến vị trí trên, thì vượt xe ô tô con biển kiểm soát 81A00470 do ông Nguyễn Tú Sinh, sinh năm 1966, trú tại tổ 10, phường Gia Kring, thành phố Pleiku điều khiển, chạy trước cùng chiều. Trên xe ô tô con chở 3 người gồm anh Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, anh Đào Trọng Chí, sinh năm 1992, cùng trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, và anh Paulo Oliveira, sinh năm 1996, quốc tịch nước ngoài. Quá trình vượt thì xe ô tô tải 81H02760 gặp một xe ô tô tải biển kiểm soát 47C26306 do tài xế Nguyễn Tấn Son, sinh năm 1984, trú thôn Tân Lập 5, xã Pơng Tờ Rang, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, lưu thông hướng ngược lại và đang chạy tới. Gặp tình huống bất ngờ nên tài xế Đinh Tiến Bình đánh lái sang phải để tránh thì va chạm vào phía sau bên trái xe ô tô con, làm xe ô tô con mất lái dính vào đầu xe tải, đồng thời bị xe tải ben đẩy về phía trước và tiếp tục đâm trực diện vào đầu xe tải đối diện đang đi tới. Nghe tiếng hét và tiếng nghe cái rầm một phát là coi như là ví chạy ra. Cái hô là người cứu, người coi như là kéo nào, kéo xích rồi là tập trung chặn xe này để kéo xe ra thôi. Xe này không phải nó động, nó đít như vậy đâu, nó thẳng như vậy này. Ngồi đây là không nhìn thấy cái xe đằng sau kia đâu. Tức là khi đấy cũng không ai nghĩ là có xe con ở đấy luôn ấy. Người mà người ngồi bên tay là tài xế phủ á, là máu ra là lúc đó mất luôn rồi. Còn người mà tài xế là còn sống, là bởi lúc đó là lúc mà tụi em cứu ra là vẫn còn, nói chung là vẫn nói được bình thường. Đó là chở đi bất cứu rồi. Còn hai người ngồi sau là lúc đó là thiệt mạng luôn. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã làm 3 nạn nhân gồm Dương Minh Ninh, Đào Trọng Chí và Paulo Oliveira tử vong tại chỗ. Tài xế xe con là ông Nguyễn Tú Sinh bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ban An toàn Giao thông huyện Chư Pứ ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. Rất là tiếc là xảy ra vụ tai nạn. Sau khi nhận được tin thì các lực lượng của tỉnh, của huyện đã nhanh chóng tới hiện trường, bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và xử lý thì điều tra hiện trường để tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tuyến quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Chư Pứ nói chung, xã Gia Hồ Rú nói riêng, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong. Nhiều giải pháp đã được các cấp ngành của tỉnh, chính quyền địa phương và ngành chức năng triển khai, song vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.